Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 6. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ sẽ nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 6 theo quyết định của Thủ tướng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa thay mặt Thủ tướng ký quyết định số 294 về việc Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 6. Ông Nguyễn Hữu Độ sinh năm 1962, từng giữ cương vị Giám đốc Sở Bộ Giáo dục Đào tạo Hà Nội trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo vào năm 2017. Cuối tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Hữu Độ bị Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức khiển trách do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Những vi phạm này được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận trong kỳ họp hồi đầu tháng 9 năm 2022. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để bộ này và một số tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ. Tập thể này cũng để xảy ra vi phạm trong xây dựng, ban hành thể chế, chính sách, thực hiện một số dự án đầu tư công. Trong biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 và năm 2021. Một số cán bộ, đảng viên trong ngành bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Theo cơ quan kiểm tra của Đảng, trách nhiệm với những vi phạm đó thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục Đào tạo và các lãnh đạo. Nguyên lãnh đạo bộ, trong đó có ông Nguyễn Hữu Độ. Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, tạo nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, nguồn lực của xã hội, gây bức xúc trong nhân dân. Ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành giáo dục. Vì thế, hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo khi đó đã bị kỷ luật. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Độ nhận hình thức kỷ luật đảng là khiển trách.